Ngày hôm nay có thêm một tin vui, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang tiếp tục cho các bệnh nhân khỏi COVID-19 xuất viện. Trong đó, 5 bệnh nhân được Bệnh viện Phổi cho xuất viện, có một bệnh nhân 81 tuổi, từng tiên lượng nặng. Bệnh nhân tiên lượng nặng là bệnh nhân số 3221, vào viện ngày 7 tháng 5 có tiền sử bệnh tăng huyết áp suy tim. Trong quá trình điều trị bệnh thì đã nhiều lần xảy ra tình trạng khó thở và dùng máy thở và lọc máu liên tục. Từ khoảng ngày 8 tháng 6 cho đến ngày 15 tháng 6, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, tim mạch, phổi, thông khí rõ và có xét nghiệm âm tính 4 lần với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân còn lại được xuất viện, cùng trú tại thành phố Đà Nẵng, đều có tình trạng sức khỏe ổn định và đã có 3 lần xét nghiệm liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định, dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương.